SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Giovane đã chính thức trở thành cầu thủ của Viettel FC. Cầu thủ này đã ký vào bản hợp đồng chơi 2 mùa giải cho đội đương kim vô địch V-League. Giovane sẽ là chủ nhân số áo 94 của đội bóng quân đội. Gia nhập Viettel FC, cầu thủ sinh năm 1994 nhận được sự chào đón rất nồng hậu của ban giám đốc trung tâm thể thao Viettel, ban huấn luyện và các cầu thủ. Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập Viettel. Viettel FC sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhiều cầu thủ trong số đó thực sự có tên tuổi ở Việt Nam. Điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc mơ đến danh hiệu vô địch, cũng như là nằm trong top những cầu thủ hàng đầu ở V-League. Cầu thủ người Brazil này là ngoại binh khá quen thuộc ở giải V-League. Mùa giải 2020, anh ghi 8 bàn thắng cho Sài Gòn FC. Còn ở mùa giải 2021 vừa qua, anh ra sân 11 trận và ghi 6 bàn thắng cho Hà Nội FC. Việc có Giovane sẽ giúp huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có cặp tiền đạo rất ăn ý trên hàng công. Cái kỹ thuật cá nhân của Giovane, cái hai là cái nhãn quan chiến thuật và những cái đường truyền mà để tạo điều kiện cho tiền đạo để có những cái cơ hội để ghi bàn. Đây là những cái điểm mạnh của Giovane. Tôi nghĩ đây là bản hợp đồng rất là giá trị với câu lạc bộ Viettel của là năm nay. Nhưng thì như các bạn biết thì khi Giovane và Pedro khi thi đấu ở Sài Gòn, đây là một cặp có như tiền đạo như rất là lợi hại và ăn ý, hai bạn này chơi được với nhau rất là hiểu ý. Thì do năm ngoái thì khi mà Pedro về Viettel cũng như là Giovane về với Hà Nội thì như hầu như thì các bạn ấy khi không có được cái người phối hợp bên cạnh cùng chơi cùng với nhau thì hầu như các bạn chơi chưa được đúng với cái khả năng cũng như cái phong độ của các bạn khi mà các bạn ấy còn ở Sài Gòn. Và khi năm nay Giovane về với lại cả Viettel cùng hợp cùng với Pedro, tôi nghĩ đây là một cái điểm rất là mạnh của Viettel ở trong mùa bóng tới. Với bản hợp đồng bom tấn này, Viettel FC hiện đã có 4 ngoại binh. Còn với lực lượng cầu thủ nội, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tiết lộ sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ do chính câu lạc bộ đào tạo. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.